Mình là Cam và đây là Camon. Trước giờ mọi người nghe Cam hát nhiều rồi, nhưng mà mọi người vẫn chưa biết rõ về mình, chưa biết những cái suy nghĩ của Cam về những cái chủ đề đang xảy ra trong cuộc đời này á. Nếu như mọi người có thể biết rõ về những cái điều đó thì Cam nghĩ rằng là mọi người sẽ tới gần với âm nhạc của mình hơn. Tiết lộ mọi người một chút, đó là Cam sắp sửa ra mắt album đầu tay. Và album đó thì là gồm những cái sáng tác của chính bản thân Cam. Cam sẽ lợi dụng cái dịp này để mà kể những cái câu chuyện trong cuộc đời của mình, để mà mọi người biết rõ hơn về những cái cảm hứng để mà Cam sáng tác ra những bài hát trong album. Ngày hôm nay thì Cam mời tới đây một cô MC siêu 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 nổi tiếng, cô gái mà Cam rất là yêu mến, Khánh Vy. Yeah, cảm ơn chị Cam yêu anh. Cắt cắt, không có gì cái nét đó nha, tôi không có quẹt. Chị Cam là một người chị mà em rất yêu quý, cho nên là hôm nay live on rồi thì chúng ta sẽ là sisterhood on. Thì cái chủ đề ngày hôm nay á, chị muốn nói tới đầu tiên là một cái chủ đề mà chắc là muôn thuở ai cũng sẽ có rất là nhiều cảm xúc về nó, là chủ đề tình yêu. Chắc là mọi người không biết đâu, đó là Khánh Vy đã từng gặp một người yêu cũ của Cam rồi. Đúng. Và chị Cam cũng biết của em, nên là vô. Thế thì chị tò mò một xíu thôi, đó là Khánh Vy có đang có người yêu không? Em đang có nhiều người yêu. Ê, dữ vậy. Nhưng mà kiểu lúc mà nói về vấn đề có người yêu hay không, mình cứ cảm thấy ngại ấy. Bởi vì mình thấy là những cái gì mà người khác biết về mình là về công việc và những gì mình đang làm cho người khác. Còn tình yêu là kiểu chỉ hai người thôi. Eo ơi, trả lời vòng voi này biết thừa rồi còn gì nữa. Là không có đúng không? Khi nào em lấy chồng em sẽ nói với chị. Không, thật ra thì chị tôn trọng điều đó. Và chị biết là tình yêu thì mình cũng nên giữ cho hai người ấy. Và cái bản chất công việc của mình thì cái gì cũng hay phô bày ở trên mạng xã hội rồi. Nếu có thể giữ được cho hai người thì cứ giữ, tiện thì nói, không thì thôi, đúng không? Nhưng mà em cũng có nhiều trải nghiệm tình yêu cho nên là chị em mình chia sẻ được. À, vậy là nhiều người yêu cũ hả? Thì cũng có hai đời người yêu, mỗi đời 8 người. Là sao em? Em quen đội bóng hả hay gì vậy? Trêu thôi, chứ làm gì có từng đấy nguồn cung. Nhưng mà lâu lắm rồi không gặp chị mình. Chị mình dạo này chuyện tình cảm như nào? Chuyện tình cảm của chị nở hoa được rỡ, xong rồi héo. Nhưng không sao, em tin là Bảo Bình của em là một người rất là mạnh mẽ. Có thể, đúng không? Bà cô này rất là thích cô Hoàng Đạo. Đúng không? Nhưng mà em thấy Bảo Bình ít lụy ấy. Ít lụy với những người mình không thương á em. Wow. Còn với những người mình thật sự thương rồi là lụy lắm. Lụy lên lụy xuống. Thế trường hợp vừa rồi là đã lụy và giờ đã hết. Tốt. Chị ơi, em chúc mừng chị. Cũng khó khăn lắm nha. Em có biết cái cảm giác có một cái người trong cuộc đời mà mình luôn thích không? Thì cái người mà chị quen gần đây nhất là cái người như thế. Luôn luôn bất kể là ảnh có những cái hành động mà làm cho chị buồn hay là tổn thương á, kiểu gì chị cũng vòng vòng chị hoành là chị vẫn thương. Chị với người đó là yêu xa, và cái mối quan hệ đó nó cũng không có kéo dài quá lâu, tầm đó đó nửa năm thôi. Nhưng mà không biết vì một cái lý do gì mà chị luôn luôn có một cái cảm giác đó là mình có thể sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để mà mình cố gắng vì cái mối quan hệ này. Chị kể xong đến bây giờ con chó ở dưới nhà nó vẫn bảo là chị Cam ơi. Chị ngốc quá. No, I feel you. Không, chị kể tiếp, không có gì là ngốc hết. Rồi giờ chị bây giờ vẫn có cái sự thương đối với họ và chị không hề cảm thấy trách móc hay là oán giận. Không, có trách nha em. À, có trách. Có trách rất nhiều. Tại vì có thương cho nên phải có trách chứ. Còn nếu như mà không trách nữa là chị quên luôn rồi. Đây là một cái trường hợp hiếm hoi mà dù tổn thương nhưng vẫn chưa quên được hoàn toàn. Tới cái lúc mà chia tay nha, chị vẫn rất là bực mình. Chị vẫn rất là ấm ức. Bởi vì chia tay mà chị không có biết rõ cái lý do. Và chị biết chắc chắn rằng cái lý do mà ảnh nói với chị không phải là cái lý do thật. Cái người này là kiểu chia tay giữa đêm luôn em. Nhưng mà cuối cùng thì... Wait, chia tay trong lúc ngủ cạnh nhau à? Ừ. Ủa sao cái đôi này kỳ cục vậy má? À, nói chung là vậy đó. Khoan, từ là đang nằm ngủ cạnh nhau sao bỗng dưng kiểu ê Cam ơi chia tay đi? Không, lúc đó là đang cãi lộn. Thì trong cái lúc cãi nhau đó thì là chia tay. Chị không chấp nhận cái chuyện chia tay đó. Cho nên là chị cũng không cho anh ngủ luôn.
khóc lên khóc xuống như một cái nụ dẻ rách vậy đó. Trời ơi thật sự. Nhưng mà người ta có biết chị khóc không? Có chứ, người ta ngủ khò khò luôn em. Lúc đó là chị rất là cứng đầu. Chị không có chấp nhận cái chuyện mình bị chia tay như thế. Chị cứ khóc rồi xong rồi hỏi tới hỏi lui để mà mình phải có một cái lý do mà nó thật sự thuyết phục. Nhưng mà cuối cùng không nhận được một câu trả lời nào nó thỏa đáng hết. Mà ngược lại thì trong cái lúc người ta buồn ngủ em, mà người ta còn bị làm phiền á, người ta bực lên và người ta nói những cái câu nó rất là gây tổn thương. Tới bây giờ chị vẫn không thể quên được. Mình không thể tưởng tượng ra được là những cái câu đó nó lại được cái người đó thốt ra như thế. Chị ơi, đàn ông mà khi mà hết yêu rồi thì có làm gì cũng thế cả thôi. Em nghĩ là con trai đã nói lời chia tay rồi thôi. Bye bye. Những cái ngày sau đó chị vượt qua rất là kiểu chậm chạp. Một tuần sau đó, một tuần hơn, chị vẫn còn rất là thắc mắc, vẫn còn muốn hỏi thăm là ảnh như thế nào, ảnh đang sống và đang vượt qua cái chuyện break up này như thế nào. Nhưng mà chị vẫn bị xua đi một cách rất là lạnh lùng. Anh thì có người yêu mới chưa? Chị cũng chả biết. Chị nghĩ rằng là người ta đã có cái quyết tâm là họ sẽ move on rồi. Và em biết sao không? Cái lúc mà chị chia tay xong á, chị còn làm một cái chuyện rất là ngốc nghếch. Chị book vé, chị book khách sạn, chị đi ra Hà Nội luôn. Tại vì anh ở Hà Nội mà. Chị đi ra tới nơi luôn, chị gọi điện cho ảnh, chị nhắn cho ảnh là em muốn gặp anh, mình nói chuyện thôi, bình thường thôi, chứ cũng em cũng không cố gắng níu kéo gì nữa hết. Nhưng mà anh không gặp. Thế là thôi, lại bay ngược về Sài Gòn. Tấm vé em cất lại đó. Và tất cả tình cảm của chị là coi như là cũng xếp lại luôn. Và những cái ngày sau đó của chị nó khó khăn lắm. Cứ nằm vật vã như vậy cũng mấy tuần. Tuần? Ừ, chị vượt qua không nhanh đâu. Vâng. Chị cũng phải mất tầm một tháng mấy để mà chị vượt qua. Em hiểu cái cảm giác mà cứ mỗi ngày chị thức dậy, chị bật cái bài Nếu Lúc Đó của Tình Linh lên đó em. Chị nghe cả một ngày. Nếu như mà chị không có lịch làm việc nha, là chị sẽ nằm cả ngày luôn, chị không thức dậy luôn. Chị cứ nằm đó, chị nghe xong rồi chị khóc rưng rức, chị khóc. Chị là một cái người mà hay có một cái bệnh lý về da liễu á. Tức là khi mà chị stress hay gì đó, là cái người chị sẽ bị nổi mẩn á. Thì cái lần đó là chị stress mà nó nổi cả một cái người vậy luôn. Chị như một quả cà chua thối, kiểu rất là thảm hại. Còn một cái chi tiết nữa mắc cười lắm. Những cái ngày sau đó đó em, chị bị dựa vào tâm linh, những lá bài tarot, đi cà bói riêng đó ở ngoài. Chưa đủ, lên YouTube coi nữa. Coi mà coi hết luôn. Coi tới nỗi mà phần người ý nó hết cái video cho chị coi luôn á em. Coi cũng không biết để làm chi nữa. Cứ cái gì để đó. Bám víu vào thôi. Một mình tia hy vọng cuối cùng. Cứ đợi là một cái câu trả lời gì đó. Mình cần một cái câu trả lời, một cái tia hy vọng gì đó là có thể quay trở lại với nhau. Nhưng mà cuối cùng chẳng gì xảy ra cả. Đúng. Tới cuối cùng cũng không còn gì để coi á. Thì tự nhiên cái nó cũng hết cái để mình hy vọng. Và sau cái lúc đó nha, sáng nọ chị thức dậy, tự nhiên cái chị giật mình là sao, ủa sao chị quên mất tiêu cái mặt của anh ấy. Mà trong khi đó là một cái người mà ngày nào, sáng nào cũng nghĩ tới. Mà mình nghĩ 24/7 luôn. Chị rất là sợ, mặc dù là mình phải quên á. Nhưng mà lúc mà mình bắt đầu quên thì mình lại sợ. Chị nghĩ chết rồi. Kiểu này thì cái như là kỷ niệm rồi, hay là những cái thứ vui vẻ mình làm cùng nhau thì mình cũng sẽ dần mình quên đi sao. Bởi vì nó đẹp đối với mình, nó là cái gì mình rất là trân trọng và trân quý đúng không? Chị có unfriend hay là unfollow không? Không, chị vẫn để thôi. Đúng, người lớn quá. Thì còn em thì sao? Em có bao giờ trải qua một cái cuộc chia tay nào mà nó khiến em phải khó khăn vượt qua không? Có chứ. Em được gọi là vật vã luôn, em không khác gì chị luôn. Yeah. Em có tarot không em? Em thực ra lúc đầu em cứ nghĩ là các cung chắc là khác nhau lắm đây này. Nhưng mà sự thật thì nhiều khi những người con gái như chúng ta cứ dính vào được gọi là lưới tình yêu à, thì cũng bị bẫy thôi à. Hơi ngốc đấy. Nhưng mà chính phải nhờ những cái ngốc đấy thì sau này mình mới khôn ra được. Nên là không có vấn đề gì cả.
Em cũng như chị nha, em cũng kiểu khóc lóc này. Và trong khi mình khóc lóc thì họ đang enjoy cuộc sống của họ và họ up story các thứ. Sao kiểu càng khóc lóc hơn nữa. Em là kiểu phải giải tỏa năng lượng, em kiểu gào thét rồi là khóc rồi là cũng không làm ăn được gì cả. Thì em cũng dần dần vượt qua bằng những cách rất đơn giản. Vậy thì sau những cái trải nghiệm yêu đương đó thì em có rút ra được cái bài học gì không? Bài học của em đó là thứ nhất là mình không bao giờ có thể khuyên người khác cách họ sống trong tình yêu như thế nào ấy. Em không thể khuyên chị cũng không thể khuyên em, mà đấy là những cái điều mà chúng ta phải tự trải nghiệm và tự học, đúng không? Cái thứ hai đó là bất kể những ai mình gặp thì đều là những người mình cần gặp. Bất kể những cái gì xảy ra thì đều là những gì cần phải xảy ra. Với cả ngày trước thì em cũng hay lụy tình này, em cũng hay khóc lóc này. Nhưng mà tới bây giờ thì bài học rút ra trong những cái lần đấy là em đặt bản thân mình lên trên. Và em còn đứng trước trời Phật, em đứng trước vũ trụ. Em để ảnh là Phật Bà Quan Thế Bồ Tát trên điện thoại. Và em nghĩ rằng là con xin vũ trụ, con xin trời Phật, con xin tổ tiên. Nếu như mà cái người mà con đang yêu ấy tốt với con thì nói chung là bề trên giúp con biết được rằng tín hiệu rằng cứ tốt, còn nếu như người này không tốt với con thì bề trên cứ để cho người đấy rời xa con. Tức là đến khi nào mà có một người yêu và người đấy rời xa em thì em nghĩ rằng ông bà đang nộ mình đấy, ông bà đang gánh cho mình đấy. Còn nếu yêu đang happy thì cứ yêu thôi, còn rời xa thì thôi, coi như là cái câu gì nhỉ, rejection is protection. Sự từ chối là sự bảo vệ, biết đâu có cái gì đấy mong đã bảo vệ mình thì sao. Biển nhiều cá chị ơi, không có anh này thì anh khác. Bài học của chị là gì biết không? Yeah. Đó là ai cũng là con người thôi. Trong những mối quan hệ trước á, lúc nào đối với chị, cái người chị thương cũng là chú rể. Chị muốn cưới người đấy á? Ừ. Người con gái lúc nào người ta cũng muốn có một cái kết cục vui vẻ, nó hạnh phúc mà. Thì bản thân chị cũng như vậy. Đối với chị nha, một người mà chị yêu á, trời ơi, chị coi như là một cái tượng đài. Charming cái, prince. Đúng rồi, một cái người hùng. Nhưng mà chị quên mất một điều á, người hùng của em, người ta sẵn sàng hy sinh mình cho một cái mục đích nó lớn hơn. Thế cho nên là bây giờ chị nghĩ rằng nếu như mà chị có thể yêu một người nào đó bình thường thôi cũng được, miễn là họ thương mình thật sự và họ sẵn sàng cùng với mình cố gắng, cùng với mình hy sinh để cho một cái kết cục cùng nhau nó tốt đẹp. Và một cái nữa, mãi tới bây giờ chị mới học được đó em, đó là giá trị về bản thân trong mỗi ngày yêu đương. Trước đó thì chị nghĩ đơn giản thôi, đó là yêu vô điều kiện. Cứ là có bao nhiêu lá bài thì tôi cứ để hết trên bàn, tôi không có mục đích gì cả, tôi chỉ đến đây để yêu anh vậy thôi. Cái chuyện đó nó cũng không có gì là sai hết, nhưng mà nó khiến cho mình bị bất lợi về sau. Tức là người ta luôn nghĩ rằng là mình luôn luôn ở đó, bỏ qua cho tất cả những cái điều mà họ làm. Thì dần dà như thế thì mình mất luôn cái ý niệm về giá trị của mình, về con người của mình nó là như thế nào, bị chạy theo cái cảm xúc của người ta. Dần dà mình nhìn vào gương mình cũng chẳng nhận ra mình nữa, thì lúc đó là mình đã yêu rất là sai cách rồi. Cho nên là đó là cái điều mà chị đã rút ra được đấy. Em mừng cho chị tôi đã rút ra được bài học tình yêu, phải có đau khổ thì mới có hạnh phúc chị ạ. Em đau khổ xong em cũng về mua ba quyển sách em đọc, là quyển sách Yêu của Osho, Đàn Ông Sao Hỏa Đàn Bà Sao Kim. Yes. Trời ơi em, I ơi have to read. Ai cũng biểu chị đọc cái cuốn đó hết. Và em đọc xong em ngộ ra được rất rất nhiều thứ. Một quyển nữa là quyển của thầy Thích Nhất Hạnh, đó là Gieo Trồng Hạnh Phúc. Em nhận thấy một điều là đương nhiên là đàn ông với phụ nữ thì em không dám nói hết, nhưng mà em đang nói về những cái năng lượng nam tính và những năng lượng nữ tính. Thì em thấy ví dụ như với những người có chứa năng lượng nam tính ấy, kể cả là đàn ông hay phụ nữ, chứ ví dụ là đàn ông ấy, họ không cần mình yêu họ quá nhiều ấy, mà cái họ cần đó là mình thấu hiểu họ và mình tin tưởng họ, và mình biết chăm sóc cuộc sống của mình tốt đẹp để họ cảm thấy yên lòng. Còn với năng lượng nữ tính, mình là con gái chẳng hạn, thì em thấy điều quan trọng đó là mình biết làm mình đẹp hơn, mình tốt hơn, mình có cuộc sống muôn màu, và mình kiểu kiêu hãnh. Thì em thấy đấy là cái mà họ sẽ, đàn ông sẽ rất là kiểu, ôi tôi rất yêu người này và tôi muốn bảo vệ người này, và tôi muốn chở che cho họ
chứ mình cũng không cần nhất thiết phải tặng quà hay là phải chăm sóc hay là phải yêu quá. Mà mình yêu chính bản thân mình thì đấy là cái sự cuốn hút nhất. Cho nên những gì em học là cái mức độ mình yêu nhiều quá hay là ít quá thì chị nghĩ nó cũng không quan trọng lắm. Chỉ là mình không được quên mình thôi. Đúng rồi, không được quên mình. Không nên thay đổi bản thân của mình. Ok, có thể là mình điều chỉnh để cho hai người có thể hòa hợp với nhau. Nhưng mà mình thay đổi cái bản chất của mình và mình thay đổi luôn những cái mà làm nên bản thân của mình á, thì đó là điều không nên. Không nên. Chứ một ngày mà mình thức dậy, mình không nhận ra mình là ai nữa, thì đó là một cái mối tình thất bại nha. Anh nào mà cho ảnh hưởng là thôi, cho anh ý next nha. Anh Khang ạ, thank you next. Vậy thì đối với em, green flag của em là gì? Người yêu lý tưởng. Thôi chị nói green flag của chị trước. Green flag chị hả? Green flag của chị, họ phải có một cái định hướng cho cái mối quan hệ đó. À đúng rồi. Chứ không thể mà yêu nhau mà cả hai đứa đều mù á em. Đúng. Yêu nhau mà kiểu như là cứ hai đứa dắt tay nhau dạo công viên buổi tối và hai đứa đều mắt mù. Không biết đằng trước mình là nó sẽ như thế nào. Mình sẽ bị mất phương hướng và tới một lúc nào đó mình sẽ chán. Đúng. À, cái thứ hai đó là thôi cái này thì cũng không thể được. Tại vì chị nghĩ là không thể cấm được một người đàn ông mà lâu lâu họ có cái tính gì? Trăng hoa. Nhưng mà green flag nếu như một người mà họ có thể không có cái tính đó thì đối với chị sẽ rất là tốt. Trung thủy á? Ừ. Em nghĩ cái đấy là một cái cơ bản trong mối quan hệ ấy. Chị nghĩ rằng là ai, bất kỳ ai á, cũng sẽ lâu lâu có những cái mình có mắt mà. Cho nên là mình phải nhìn. Thì nhìn sẽ có rung động. Cho nên là thỉnh thoảng sẽ có những cái người á mà ở trong trong người của họ có cái sự tự do nó lớn, phóng khoáng, đúng rồi, thì họ sẽ thích những cái sự phiêu lưu, những cái lựa chọn mới. Và đối với chị thì chị từ chối trở thành một lựa chọn. Đúng. Trong một cái trip rong chơi của họ. Chị không muốn như vậy mà đã quen thật sự thì phải nghiêm túc. Đúng. Phải nghiêm túc, chung thủy. Cũng không cấm là không được nhìn người này người kia hay như thế nào, nhưng mà cũng phải cho mình thấy, cho mình cái sự an toàn, cho mình cảm thấy được cái sự an toàn trong cái mối quan hệ đó thì mình mới cố gắng vì họ được, đúng không? Chứ mà ở trong một cái mối quan hệ mà lúc nào em cũng cảm thấy bất an, em cũng cảm thấy là mình không được tôn trọng, thế thì mình ở đó làm gì? Đúng rồi, em thấy cái đúng đấy, tức là cũng em thấy cái việc mà rung động trong một mối quan hệ ấy, thì nó cũng không phải là một cái gì đấy nó quá là hiếm. Và nó cũng bình thường, nhưng mà họ phải biết xác định ranh giới nằm ở đâu. Và họ phải đặt cái cảm xúc và cái tầm quan trọng của mối quan hệ lên trên hàng đầu những cái rung động nhất thời như thế. Thì cái đấy lại quay về một cái sự gọi là bản lĩnh của người đàn ông. Thì ai mà làm được thì người đấy có bản lĩnh của đàn ông, còn ai mà không làm được thì chính tỏ là không bản lĩnh. Vậy thì đối với em, green flag của em là gì? Những lá cờ xanh đối với em đó là ba chữ P, profess, là người đấy yêu em thì phải yêu trong công khai và trong ánh sáng, chứ không được nào trong bí mật cả. Không cần nhất thiết phải up trên mạng xã hội các thứ, càng kín đáo càng tốt, nhưng những mối quan hệ thân thiết phải đều biết tới những mối quan hệ này. Và anh ấy phải có cảm giác tự hào khi có được em, bởi vì mình là một mình là kỳ quan. Mình tự nghĩ là mình là một món quà đi. Đúng rồi. Mình là một món quà mà. Ừ. Đấy. Cái thứ hai là từ protect. Protect là anh ấy phải bảo vệ em, đúng không? Em nghĩ là bản năng của những người, ví dụ em là gái thẳng đi thì em yêu. Tức là em đang nói bởi vì nhiều khi là trai gái nó bị mình không thể nói hết cho tất cả mọi người được. Ví dụ em gái thẳng thì em yêu con trai, đúng không? Thì người con trai đó sẽ là protect, là bảo vệ cho em, bảo vệ cả về thể chất, về tinh thần, biết bảo vệ che chở cho em. Cái thứ hai là provide. Provide không phải là kiểu kinh tế hay các thứ nhé. Provide là khiến cho em có cảm giác sự an tâm. Provide cái sự an tâm, cái sự an tâm này, cái tình cảm này, thời gian này cho mình, là coi mình là đặt mình là ưu tiên. Tuy nhiên họ vẫn phải ưu tiên sự nghiệp của họ và cuộc sống của họ, và khiến cho mình có thể dựa vào được. Thì khi họ làm như thế thì điều em có thể làm cho họ đó là em hoàn toàn tin tưởng và ngưỡng mộ người yêu của em.
red flag? Điều gì ở một người đàn ông khiến cho em chướng tai gai mắt, đề phòng? Cái điều đầu tiên mà em nghĩ là cái cơ bản ở tất cả những người đàn ông khác thôi, không chỉ là người yêu mình mà là người người bạn đi, đó là không tôn trọng phụ nữ theo nhiều hình thức khác nhau. Và mở ngoặc, nói xấu người yêu cũ. Em không chấp nhận nổi. Em thích một người, ví dụ người yêu của mình có thể thoải mái kể với mình về những người yêu cũ bằng sự tôn trọng. Và kể cả nếu như mối quan hệ đấy nó có trải qua nhiều sóng gió hay giông bão quá thì cũng kể bằng cái giọng điệu khách quan và ánh mắt khách quan, chứ đừng nói xấu và chửi với người yêu cũ hay những người phụ nữ khác. Chắc là em điên đầu em chia tay luôn á, em không chịu được. Bởi vì mình chắc chắn sẽ cũng là người, nếu mà mình là người yêu cũ chắc chắn mình cũng sẽ bị nói như thế. Và nếu như mà họ không biết tôn trọng phụ nữ thì họ sẽ khó biết tôn trọng mọi người xung quanh. Tức là cái sự tôn trọng đối với người khác nó rất là quan trọng. Rồi đến lượt chị em mình thích chưa? Red flag của chị đó là một cái người mà họ tính toán. Đúng nha. Đối với chị á, khi mà mình thương, mình làm một cái hành động gì cho một cái người mình thương á, mình không hay nhớ lắm. Chị vậy á. Đúng. Mình sẽ không hay nhớ, mình sẽ không hay kể lắm. Nhưng mà một khi người đó họ cứ đem cái điều đó ra để mà so sánh là người nào cố gắng hơn thì đối với chị nó không còn là tình yêu nữa, nó là một cuộc thi đấu. Mà mắc cái gì mình phải thi đấu với người đó không chị em? Đúng không? Đúng. Mình có rất nhiều cuộc đấu ở trong cuộc đời này, mắc cái gì mình phải đi thi đấu với người yêu. Mình cùng chung thuyền mà, mình là một đội mà. Đúng rồi. Thật ra chị cảm thấy là ở trong cuộc đời này á em, ai cũng cần được yêu thương, dù là nam hay nữ. Chỉ có cái là mình cách yêu thương của mình nó khác nhau. Và nhiều khi mình không thể nào mình đi tiếp được với người đó, tại vì mình không có một cái điểm chung thôi, chứ cũng không phải là vì người ta ác ý gì với mình đâu. Đấy, chị mà là đàn ông thì đây là tuyết người mà em muốn yêu này. Luôn luôn nghĩ về tất cả mọi thứ bằng cái con mắt khách quan và đặt bản thân mình vào vị trí của người khác để mình thấu hiểu. Em biết sao không? Tại vì bản thân tụi mình nè, nhiều lúc cũng hãm muốn chết à. Mình cũng hãm thật. Nói chung mình cũng sai số nhiều thứ. Nhiều khi bản thân mình là mình cũng tự cảm thấy là mình cũng khó chịu, khó ở lắm chứ bộ. Câu chuyện là phải từ hai phía nên là cũng có nha. Thế cho nên là nếu như mà có thể gặp lại người đó một lần nữa thì chắc chị cũng không cần câu trả lời nữa đâu em. Chắc chị chỉ muốn hỏi là cuộc sống anh thế nào rồi. Chính ra lúc mà mình quan tâm về cuộc sống mình, đôi khi người ta lại quan tâm mình. Nhưng mà mình cũng chẳng cần họ quan tâm ha, bây giờ xong là xong rồi. Nhưng mà em cảm nghĩ như thế nào về những cái người mà họ mang cái tình yêu vô âm nhạc? Những người viết về tình yêu, ví dụ như Taylor Swift đi. Em yêu Taylor Swift, nữ hoàng. Thế thì em có cảm thấy là Taylor là không vượt qua không? Những cái bài hát đó em có cảm giác là nó chấp niệm không? Đối với em, Taylor có một cái bài phỏng vấn mà cái chị phỏng vấn hỏi là tại sao bạn vẫn cứ luôn luôn tiếp tục viết những bài hát để nói về các hater và nói về các người yêu cũ. Thì Taylor nói là once they stop coming to me, I will stop writing to them. Nếu như không muốn tôi viết nữa thì đừng có làm những chuyện tệ hại với tôi. Đó, chính là những cái câu đấy. Sau là chị hỏi là thế mình không bước tiếp à? Sau Taylor nói là nhiều người cứ nói là mình phải tha thứ, mình phải quên đi thì mình mới move on. Mình không cần phải quên, mình không cần tha thứ, mình cứ move on thôi, kệ. Tức là vẫn ghim trong người, cần gì phải quên. Thu thật với em là chị cũng vậy. Chị cũng viết về những cái trải nghiệm yêu đương của chị đó. Em ủng hộ cái đấy, miễn là chị cảm thấy vui và điều đấy giúp cho sự nghiệp của chị thì chả có vấn đề gì. Và sự nghiệp của chị giúp ích cho rất nhiều người khác, những cộng đồng nghe nhạc như em, cảm thấy được đồng cảm, góp phần tăng vào giá trị của cuộc sống văn hóa của người dân. Ôi tuyệt vời, do it baby. Nhiều khi chị cũng cảm thấy là cảm ơn những cái mối tình không thành công của chị, bởi vì nó giúp cho chị có nhiều cảm hứng để mà sáng tác. Thì hy vọng rằng là trong album mới này em sẽ nghe được nhiều bài hát chấp niệm về tình yêu. Yeah.
Chính ra cũng cảm ơn các anh chứ 20 tháng 11 mình phải đem hoa quả đến tặng các anh. Chúc mừng ngày tại nhà giáo Việt Nam. Đúng rồi, những bài học tôi cũng muốn học mà sao cứ bắt học hoài. Cảm ơn anh, ăn mông của em top 1 trending. Thank you baby. Lúc đấy không còn ghét nhau, không còn kiểu oán trách nữa, cảm giác kiểu đấy, rejection is protection. Trời, thế thì nãy giờ nói chuyện á, chị mới nhận ra một điều đó là chị em mình khá là tâm linh. Tâm linh. Cho nên là ngày hôm nay chị có mời đến đây một vị khách mời nữa. Người thầy tâm linh? Không phải. Một nhà sản xuất âm nhạc có nghiên cứu nghiêm túc về tâm linh luôn. À, có chuyên môn đầy đủ luôn. Đúng vậy. Chứ không phải phán bừa như em. Chính xác. Xin chào. Các bạn biết thầy. Tại bây giờ là phải chào thầy đúng không? Phải chào thầy. Tôi thực ra tôi đang đi chơi ở bên ngoài, sau đó tôi được một cái năng lượng tâm linh nào đó thúc giục tôi là phải đi tới đây, bởi vì đang có hai cái linh hồn lạc lối này. Hai người con gái này vừa rồi đã vừa là tâm sự cái chuyện gì đấy ạ? Vậy là cũng tình yêu thôi, chứ còn những cái vấn đề khác thì tụi em cũng khôn lanh. À rồi. Vậy là cũng đã gãy cánh trong tình yêu nhiều lần rồi đúng không ạ? Đúng rồi, thích lắm á. Nào trước nhất. Tôi đã có bản đồ sao của hai người trong đây. Nó có một cái điều khá là đặc biệt trong bản đồ sao của cả ba chúng ta luôn. Đó là sự chú tâm của chúng ta khá là giống nhau về chung một cái lĩnh vực. Đó là lĩnh vực tình cảm. Đó là lĩnh vực về những mối quan hệ. Đó là lĩnh vực về những chuyện là tôi với người khác như thế nào. Tuy nhiên là cái mục đích của những mối quan hệ với ba chúng ta là khác nhau. Nói theo Cam trước đi, chủ nhà phải nói theo chủ nhà chứ đúng không? Cam có rất là nhiều cái năng lượng ở khu vực nhà số 5. Người ta hay gọi khu vực nhà số 5 là nhà của việc sinh em bé, là việc sản phẩm của hai người. Tức là sao? Em quan trọng là em với cái người đó làm được cái gì. Và với một cái người mà năng lượng bảo bình đó, không có gì tuyệt vời hơn là được nhìn mối quan hệ của mình như một dạng thành quả. Giống như là cả hai người cùng đi tạc một bức tượng vậy đó. Và bức tượng đó càng đẹp thì em sẽ càng tự hào. Cho nên về việc rằng là ai sẽ dedicate hơn cho mối quan hệ thì anh tin là người đó sẽ là Cam. Chứ sao? Đúng nha, cái này em khẳng định đúng qua những mối tình của chị Cam mà em biết. Tuy nhiên, để mà nói tới sự lâu dài thì phải nói tới bản đồ sao của Khánh Vy. Là bởi vì sao? Khánh Vy có rất là nhiều cái năng lượng ở nhà số 7. Tức là cũng là nhà về việc partnership, cũng là cái khu vực nói về các mối quan hệ. Tuy nhiên nó lâu dài lắm, nó là hôn nhân. Nó là hôn nhân, dùng từ hơi xế nhưng mà nó là một dạng khế ước, nó là một dạng cam kết giữa hai người với nhau. Cho nên là đi quốc trong bụng em rồi. Cho nên là Khánh Vy nhìn một cái mối quan hệ nó sẽ khác với Cam nhìn một mối quan hệ. Cam nhìn ở mối quan hệ bởi cái tiềm năng vui vẻ của nó, bởi những thứ mà hai người đã phải trải qua. Tuy nhiên Khánh Vy thì nhìn mối quan hệ theo kiểu rằng là tôi và người này sẽ đi lâu dài như thế nào, chúng tôi sẽ hứa cái gì với nhau. Đó, đó là một cái khác nhau giữa hai em về việc hai em nhìn mối quan hệ như thế nào. Đó, Khánh Vy nhiều khi á, yêu em không cần vui đâu, em chỉ cần cái người đó có tiềm năng lâu dài, không cần vui đâu. Nhạt như nước ốc cũng chịu, tuy nhiên Cam sẽ không chịu chuyện đó. Cam sẽ nói là không được, chán lắm, vui phải vui đã, chuyện lâu dài không chưa biết nhưng mà nó phải vui đó. Nha. Thế còn thầy sao? Thầy cũng tình yêu mà thầy. Thì anh có rất là nhiều năng lượng vị trí ở nhà số 8. Vâng. Thì cái nhà đó nó cũng khá là đặc biệt, nó là một cái vị trí nó cũng khá là tâm linh. Thì nó là nhiều một cái kết nối sâu hơn của tâm trí, nó là sự kết nối sâu hơn giữa gọi trong chim tinh là linh hồn với linh hồn. Cho nên là những cái mà anh tìm kiếm ở trong một mối quan hệ á, nó là sự kết nối khá là sâu sắc. Của sự kết nối sâu, thiệt sâu. Của sự kết nối giống như là hai người ngồi yên mà không nói gì mà vẫn hiểu nhau á. Ôi, cái đấy nó gọi là đỉnh cao của soulmate chi kỷ. Soulmate là dạng như vậy. Phải yêu một người thầy bói khác. Ủa? Mới wow. Chứ bây giờ làm sao? Chuyện. Đó. Bình thường làm sao hiểu? Làm sao hiểu? Cả ba chúng ta đều giống nhau ở một chỗ là chúng ta đều lụy tình. Đúng không? Cái này không hề muốn công khai. Không hề muốn công khai chuyện này đúng không? Chứ chúng ta đều lụy tình. Tuy nhiên là anh nghĩ rằng đó cũng là một cái điều khá là hay, là bởi vì chúng ta sẽ học được những cái bài học thông qua người khác rất là nhiều. Tại vì cái việc mà mình phải va chạm với người khác, cái việc mình phải kết nối với người khác để mình có cái bài học cho bản thân mình là rất nhiều.
Cho nên là cũng không có gì phải xấu hổ khi mà thừa nhận mình lụy tình cả. Chỉ là qua cái việc mà mình lụy tình như vậy, mình sẽ học được cái gì cho bản thân mình thôi. Anh đoán là Khánh Vy sẽ trải qua ít cuộc tình hơn Cam. Đúng không? Tại vì như anh nói đó, cái khu vực nhà số 7 của Khánh Vy á, nó có cái sự cam kết lâu dài rất là cao. Nó là một dạng ký hợp đồng, nó bút sa gà chết á. À đúng, đúng đấy, một thì một người của em yêu tận 5 năm mà chỉ có mấy vài tháng đúng không? Kiểu đấy đó. À, còn Cam á thì nhưng chưa chắc. Nhưng mà chưa chắc cô yêu lâu hơn Cam, nhưng chưa chắc cô yêu vui bằng Cam. Cam yêu rất vui. Đâu, em cũng gần vui đâu. À đi đó đó. Cam yêu rất vui. Cam cảm giác những cuộc tình của Cam trải qua nó giống như em đi tàu lượn siêu tốc vậy, nó ngắn nhưng mà nó vui. Thì đó, Cam đi Đà Lạt vui ghê nè. Còn vấn đề của Khánh Vy là gì? Khánh Vy có rất là nhiều năng lượng sư tử, đúng không? Nếu như mà năng lượng Bảo Bình là một năng lượng đi tìm cái sự collaboration giữa hai cá thể với nhau, tuy nhiên năng lượng sư tử là một năng lượng rất cá nhân. Trong một mối quan hệ, tôi phải nhìn thấy tôi trong mắt người đó. Nếu không, không yêu đâu. Tức là người đấy phải coi trọng em đúng không? Nói coi trọng thì hơi khiêm tốn, người đó phải tôn thờ em. Ôi. Phải có obsessed vậy thì mình cũng xứng đáng được tôn thờ. Đúng không? Thì phải ám ảnh với em. Em có sao kim với sư tử nữa, không bao giờ có một người sao kim sư tử nào anh gặp mà không cần được tôn thờ. Khánh Vy là phải được khen, Khánh Vy là phải được là ôi người yêu của anh là nhất, em là nữ chúa của anh, em là my queen mà đồ thế đó. Nhưng Cam sẽ không thích đâu. Ôi sao em siêu có vẻ thời gian đầu, em nhớ là thời gian đầu không khen tới mức mà em bảo tại sao không khen em xinh, tại sao không khen em giỏi, tại sao không khen tự hào về em. Đó, năng lượng của chúng ta. Chúng ta chỉ thấy mình qua lời nói của người khác, qua sự thừa nhận của người khác. Nhưng đó cũng là con dao hai lưỡi. Đôi khi chúng ta nhìn vào gương và không cần người khác, chúng ta vẫn có thể thấy rằng là mình có giá trị ở trong đó. Mình đều có vấn đề về tự yêu bản thân mình hết. Thực ra sư tử, Bảo Bình và Market đều là ba cái năng lượng tự yêu bản thân được nha. Cái ý thức về bản thân rất cao nha. Tuy nhiên là chúng ta bị đặt vào những cái môi trường mà chúng ta phải thấy giá trị của mình qua đôi mắt của người khác. Nói thêm những cái tính cách hay ho của em đi. À, hay ho à? Tình yêu tụi em mà. Tình yêu quá. À, cho mình yêu. Em ít quá. Cam luôn luôn có thể thêm gia vị cho mối quan hệ. Uầy, ồ, có giỏi Cam thế. Ngày nào là ngày đó, mối quan hệ nó rất là... Giỏi chứ nhỉ? Em không muốn quen chị giống em. Hot mess. Ai mà yêu Cam á thì không bao giờ có một ngày chán trường đâu. Ai mà yêu Cam là wow. Ngày đó. Vậy đâu có bị chia tay. Người ta chia tay là tại chán em đó anh. Đó, tuy nhiên người ta chán mình có vẻ là mình vì mình quá thú vị. Và người ta thì... Thôi nói vậy cho nó vui. Hoặc là bởi vì cái người này nó quá nhạt nhẽo, họ không cảm nhận được cái sự thú vị của Cam. Anh nghĩ điểm yếu nhất của Cam trong mối quan hệ là Cam không act cool được. Mình thể hiện cái sự hứng thú của mình với họ quá sớm. Hoặc là mình thể hiện cái sự hứng thú của họ quá dài. Đến mức mà họ cảm thấy... cái việc họ yêu mình là hiển nhiên. Ê, nhiều khi mà mình phải thả kéo mình cứ dãn không biết đâu đó. Thì còn cũng tương tự với Khánh Vy thôi. Khánh Vy mưu cầu một cái sự commitment rất là lâu dài từ người đó, và Khánh Vy có thể làm được điều tương tự. Khánh Vy không cần người yêu vẻ thú vị, Khánh Vy chỉ cần người yêu ổn định. Nhưng mà cái sự ổn định nó cũng khá là được đong đếm bởi việc rằng là người ấy có thành công không. Yes. Người ấy có vị trí trong xã hội không. Yes. Bởi vì sao? Không có gì quyến rũ hơn với sư tử bằng việc được một người thành công khen ngợi. Wow. Đó là cái sự tự hào nhất của em. Tuy nhiên anh cảm thấy rằng là nó sẽ rất là thuận lợi cho những người nào mà họ làm điều đó một cách cố ý, đúng không? Là sao nhỉ? Vì họ sẽ dễ thao túng mình. Em có khả năng bị thao túng không anh? Nếu như cái người đó họ có những vị trí có thể thao túng được người khác, Thiên Bình chẳng hạn, Song Tử chẳng hạn. Ây da. Ây da, it hurts. Ây da, đúng không? Đúng. Em đau quá ta. Rồi, Cam thì ngược lại, Cam thì có thể dễ bị thao túng bởi những người làm cho Cam cảm thấy rằng là Cam cần phải cố nữa. Những người đó rất nguy hiểm. That's the reason. Oh my god, that is the reason why the relationship not working. Oh my god. Đúng rồi. Vì cái những người đó có thể là họ vô thức hoặc là có thể họ cố ý, nhưng họ luôn luôn cho Cam cảm giác là không được, tôi phải em cố không thêm. Đủ. Hoặc là họ sẽ vẽ ra cho mình một cái tương lai rằng là
sẽ ok hơn nếu em có thể làm như thế này. Đúng sẽ rồi. Ok. Sẽ ok hơn nếu như mà em thay đổi gì cái này cái kia, suy nghĩ. Và rõ ràng là chúng ta đều, anh cảm thấy cái vấn đề của cả ba chúng ta là chúng ta đều yêu bởi cái sự kỳ vọng của mình và người khác. Em kỳ vọng vào mối quan hệ đó, em kỳ vọng vào một thứ mà em không hoàn toàn em kiểm soát được. Thì rõ ràng là em sẽ có vấn đề. Em thì kỳ vọng người ta sẽ luôn luôn tôn thờ mình. Em thì kỳ vọng mình sẽ luôn luôn cố gắng vì người đó, cũng như họ cũng sẽ cố gắng vì mình. Thì rõ ràng là chúng ta, đôi khi chúng ta đặt cái hạnh phúc của mình vào tay của người khác. Thì đó là lỗi của vấn đề. Yêu bản thân và mình tự là người làm chủ hạnh phúc. Mình tự gieo trồng hạnh phúc trong chính con người của mình, trong từng tế bào và hơi thở của mình. Chúng ta là nhất trong cuộc đời của chúng ta, trong ánh mắt của chúng ta, nhìn vào gương chúng ta là idol của chúng ta. Còn các anh khác đến hay đi thì kệ các anh, đúng không ạ? Nói thì dễ lắm các bạn ơi. Đúng là easy said. Easy said bạn ơi. Các bạn phải nên tự hào rằng là theo ngôn ngữ chim tinh, những cái vị trí của chúng ta là những vị trí thay đổi cuộc đời người khác. Những người đi qua cuộc đời của tụi em có thể không phải là người duy nhất trong cuộc đời họ, nhưng mà những gì tụi em làm sẽ là duy nhất trong cuộc đời họ. Ui, I like this. Chắc là chị cảm thấy bình thường nhưng em thích lại tiếp tục một sự tôn thờ nữa. Em thấy là biến quá. Ủa, cái chuyện là hả? Tới đây làm tôi hạnh phúc nó mắc cho tôi đi làm mấy người hạnh phúc xong rồi hả? Nhưng mà anh cảm giác là cái cảm giác là người ta có thể sống tới cuối đời và nhận ra rằng là không ai có thể đem lại cho người ta cái cảm giác này ngoài tụi em. Thì rõ ràng khi mà mình nhận ra cái điều đó, có phải rằng là em đã cảm thấy rằng là giá trị của em đã tăng lên rất nhiều không? Và điều quan trọng nhất là tụi mình có thể bị thay thế, tuy nhiên rằng là những gì tụi mình làm thì sẽ không có người thứ hai làm lại cho họ. Yes. Tự hào về chúng ta, tự hào cung Bảo Bình và Viên cung Sư Tử và cung Ma Kết nha các bạn. Yeah. Rồi, tóm lại là chúng ta đã rút ra được rất là nhiều bài học từ cái năng lượng tâm linh này. Chị xem bản đồ sao nè, hay là xem tarot đi, chẳng hạn, thì cuối cùng cái lời khuyên mà chị cảm thấy là nghe được nhiều nhất đó là vẫn vòng lại là mình phải yêu bản thân thôi em ạ. Cho nên là mình đừng tìm lời giải ở đâu nữa, tại vì lời giải mình biết rồi, mình không chịu chấp nhận thôi ấy. Mình không chịu nhìn ra những cái điều tốt đẹp của bản thân mình, cho nên là mình cứ phải vất vả, đúng không ạ? Đúng vậy. Anh nghĩ yêu bản thân là một thành tựu trọn đời mà mình sẽ phải mất rất nhiều thời gian, và đó cũng sẽ là bài học của anh nữa. Tuy nhiên là trên con đường đi yêu bản thân thì hãy luôn luôn nhắc nhở nhau nhé. Dạ, mình luôn nhắc nhở nhau. Nó không phải là một đích đến, nó là một hành trình. Sẽ có rất nhiều thứ tôi không thể nói qua ống kính này được. Tuy nhiên là các cô có thể gặp riêng tôi để tôi có thể chia sẻ nhiều hơn. Yeah, thầy ơi, you are amazing. Thank you. Rồi, và đó cũng là phần kết thúc cho tập 1 Come On ngày hôm nay. Ngày hôm nay rất là cảm ơn anh Miu Amazing cũng như là Khánh Vy đã ở đây và trò chuyện về tình yêu cùng với Cam. Và hy vọng rằng là những số sau thì chúng ta sẽ nói thêm được về những cái vấn đề khác thú vị, cũng như là sẽ nghe thêm được nhiều câu chuyện hơn của Cam, như là những khách mời mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Mong chị Cam của em luôn hạnh phúc, album thật thành công. Và bây giờ, xin chào và Come on. Oh, it sounds like cảm ơn. Đúng rồi. Yeah, wow. That's it. Don't be afraid. Em sẽ không quay về để làm anh nghĩ suy. Anh có lý do của riêng mình để bước đi. Khép trái tim anh lại chỉ còn nghe lý trí. Sự thật là em ghét mình chỉ là một chặng của anh. Sự tồn tại duy nhất của em bây giờ chỉ là kỷ niệm. Em chỉ mong màn đêm cao đến thật nhanh, khép đôi mi và nghĩ về anh. Anh chẳng mơ màng vỗ về em dịu dàng, em sẽ ôm anh trong giấc mơ. Sẽ ôm anh trong giấc mơ. Ở thế giới đôi ta đã quay trở về bên nhau, chẳng để kiêu hành kết thúc mọi sự bắt đầu. Ở thế giới